Hi, đi vào trong cái khu vườn này, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cây ở trong này nhé. Đây, một số cái cây mình đã trồng ở trong này. Vào đây mèo. Đấy, con mèo này sẽ chạy theo mình này. Đây, đây là những quả bơ này. Giờ cao lên sau là ngược ra. Đó, quả bơ này. Một quả này. Đây là phía dưới thấp thôi. Phía dưới thấp thì có quả bơ đó. Còn ở đây, đây còn mấy cái cây của mình trồng. Đây là cây nghệ vàng. Mình phải kiếm ít cái củ của nó đưa đi dùng mới được. Củ nó lấy củ đó được. Đây là cây hoa hồng nhưng đã chết. Cây hoa hồng này cũng chết rồi. Chắc lên được duy nhất mỗi cái chậu hoa hồng này là có rễ quá à. À đây nữa, 2 bịch, được 3 bịch cùng. Chắc được 3 bịch có hoa hồng rồi được. Còn lại là chẳng được bịch nào nữa. Đây là cây bồ hòn này, cây này cây xà phòng á. Đây là cây bắp này. Đây là cây hoa hồng. Đó. Cây hoa hồng đấy. Đây, cây hoa hồng đó. Đây là cây stevia, cây cỏ ngọt. Đây là cây hoa sen đạo của mình, cây hoa này trái thẳng. Đây là nó đã lên mâm rồi, và mình cần phải tách mâm ra. Giờ mình tách cái này, tách cái này ra, xong rồi tách cái mâm này ra, tách cái mâm này ra trong, rồi được thêm 4 cây, 4 cây đấy, 4 cây sen đạo này. Sen đá này khi đang nhỏ thì nó cũng dễ thương lắm. Nhưng mà do là bị con ngán nó ăn mất cái lá. Nó ngon quá, nó ăn mất cái lá. Bây giờ thế này. Đây, trong vườn của con bò xịt. Con này làm chết. Cành có ngọt này. Mình được xử này chết luôn rồi. Và cây có ngọt của mình đang bị chết dần này. Đó. Chết đấy, tin nổi.